Nắng nóng kéo dài hơn 100 ngày liên tiếp, đã có 3 địa phương công bố tình huống khẩn cấp, tình trạng thiếu nước sản xuất, sinh hoạt lan rộng. Vấn đề được mong chờ nhiều nhất với nhiều người dân Nam Bộ hiện là khi nào hết nắng nóng, bao giờ thì mưa tới. Trong nửa đầu tháng 4, nắng nóng tăng cường khiến cái nóng ngày thêm gay gắt. Số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chỉ trong 15 ngày đầu tháng 4, Nam Bộ đã có đến 5 lần nắng nóng vượt lịch sử. Đáng kể nhất là vào ngày 9 tháng 4, nhiệt độ cao nhất tại Biên Hòa, Đồng Nai lên tới 40 độ C, cao hơn giá trị lịch sử đến 1 độ. Hay vào ngày 11 tháng 4, nhiệt độ lịch sử mới tại Phước Long, Bình Phước là 39,4 độ C, cao hơn lịch sử cách đó 37 năm đến 0,9 độ C. Nắng nóng càng tăng thì nỗi mong mưa của hàng chục triệu người dân Nam Bộ và thậm chí cả Tây Nguyên càng lớn dần. Trong các cuộc gặp mặt hàng ngày, nhiều người vẫn thường hỏi nhau: vì sao hôm nay vẫn nắng nóng thế? Nắng nóng khi nào mới kết thúc? Bao giờ trời sẽ có mưa? Trong các ngày 17, 18 tháng 4, một số nơi ở khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Nông xảy ra mưa trái mùa một vài nơi với lượng nhỏ và diện hẹp. Điều này càng làm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ nói chung thêm háo hức mong mưa. Mong đến mức một vài ngày trời nhiều mây buổi sáng, không ít người chụp ảnh chờ đợi rồi thất vọng. Đến mừng có người tự tuyên bố có thể cầu mưa. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn phân tích, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt liên tiếp, lượng nước bốc hơi nhiều khiến cho độ ẩm trong không khí đang tăng lên. Ảnh vệ tinh cho thấy bắt đầu có những đám mây kéo tới phía tây nam và gió cũng đã bắt đầu chuyển hướng, nhưng còn khá nhẹ và chưa đều. Từ nay đến ngày 21 tháng 4 sẽ có mưa rồng ở một số nơi với lượng nhỏ, diện hẹp. Những nơi có khả năng mưa cao như Phú Quốc, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Một số nơi ở Tây Nguyên có thể mưa cục bộ vì lượng mưa nhỏ và diện hẹp nên chưa thể giải nhiệt được mà còn làm cho không khí càng oi bức, khó chịu hơn. Thời gian nắng nóng ở các khu vực trên kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ hàng ngày. Người dân cần lưu ý không nên tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao, có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt. Từ ngày 21 tháng 4 trở đi, áp thấp nóng ấn miến ở phía tây hoạt động mạnh và tăng cường sang phía đông, ảnh hưởng nhiều đến nước ta, khiến cho nắng nóng gia tăng cường độ trên cả nước. Đến cuối tháng 4, gió mùa tây nam xuất hiện, đồng nghĩa với việc chúng ta đang đến gần với mùa mưa hơn. Tuy nhiên, gió tây nam chỉ mới bắt đầu ở tầng thấp và mang tính tạm thời, chưa đều. Giai đoạn này, những cơn mưa chuyển mùa cũng bắt đầu xuất hiện rải rác tại một vài nơi. Đến ngày 2 tháng 5, trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương, phía đông của Philippines, có một vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Nếu đúng như dự báo, nó có thể là dấu mốc cho mùa mưa bão năm nay trên vùng biển phía tây Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Bà Lan nhận định, theo cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, NOAA, hiện El Nino gần như đã kết thúc và từ nay cho đến tháng 6 là giai đoạn trung tính. Từ tháng 6 đến tháng 8, có thể bước vào chu kỳ La Nina, mưa nhiều. Với những biểu hiện thời tiết ở Nam Bộ như trên, có thể thấy mùa mưa ở Nam Bộ sẽ bắt đầu vào giữa tháng 5 với các địa phương thuộc vùng bán đảo như Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu. Mùa mưa thậm chí có thể xuất hiện sớm hơn ở một số nơi như Phú Quốc, sau đó mở rộng ra các tỉnh thành khác ở Nam Bộ. Do mùa mưa bắt đầu với chu kỳ La Nina nên năm nay lượng mưa sẽ khá dồi dào. Số cơn bão, áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, có thể nhiều hơn trung bình các năm khoảng 2 cơn. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt là từ nay đến khi mùa mưa bắt đầu, Nam Bộ bước vào giai đoạn chuyển mùa, thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc xoáy, sét, mưa đá. Vào chiều và tối, người dân cần hết sức đề phòng để tránh thiệt hại. Bà Lan cảnh báo. Ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, muốn có mưa thì phải đạt được các điều kiện như bầu trời phải có mây, đặc biệt là mây đối lưu hoặc các loại mây tầng thấp. Điều kiện hình thành mây tầng thấp thì quá trình bốc hơi phải liên tục xảy ra, độ ẩm trong không khí phải cao. Bên cạnh đó, mặt đất có nhiệt độ cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Từ đó, khối không khí đạt được trạng thái bão hòa, quá trình ngưng kết xảy ra, hạt mây đủ lớn, mưa sẽ xảy ra. Thời điểm hiện tại, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, hình thế thời tiết tác động là áp cao Tây Thái Bình Dương trên cao. Dưới tầng thấp là áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, lấn về phía Đông Nam. Hai hình thế này làm cho cả khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, quá trình hình thành mây tầng thấp rất kém. Bầu trời chủ yếu mây tầng trung hoặc tầng cao. Gió chủ đạo là gió Tây Bắc, lượng ẩm từ biển cũng không thuận lợi đẩy vào đất liền. Do đó, thời tiết chủ đạo ban ngày là trời nắng, nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Với những điều kiện nhiệt độ không khí cao, không khí rất khô thì không thuận lợi hình thành gây mưa. Nắng nóng kéo dài còn khiến khô hạn và xâm nhập mặn ở Nam Bộ và Tây Nguyên cũng gia tăng tương ứng. Mới nhất, ngày 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An công bố tình trạng xâm nhập mặn khẩn cấp do danh mặn trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đã vào sâu từ 72 đến 80 km. Dự báo tiếp tục càng sâu thêm và có thể lên tới 90 đến 110 km. Tỉnh Long An có khoảng 20.000 người dân tại các huyện Cần Giuộc, Cần Đức, Tân Trụ bị thiếu nước sinh hoạt.
Long An cũng có đề xuất gửi chính phủ xem xét hỗ trợ hơn 164 tỷ đồng để phòng, chống hạn mặn nhằm nạo vét kênh mương, lắp đặt trạm bơm dã chiến và các biện pháp cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Trước đó, Cà Mau và Tiền Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, xâm nhập mặn. Dường như những mức độ nhiệt cao khác thường này đang trở thành bình thường ở Đông Nam Á. Không chỉ ở Nam Bộ nước ta, mà các nước khác như là Malaysia, Thái Lan, Singapore, Campuchia cũng có mô hình thời tiết tương tự, đều đang chịu cái nóng khắc nghiệt kéo dài. Ở Malaysia, đã có vài người thiệt mạng do nắng nóng. Tại Singapore, một số trường yêu cầu học sinh mặc quần áo mát mẻ cho tới khi có thông báo mới. Trong tình hình nhiệt độ cao kéo dài như những tuần gần đây, hàng năm trường học ở Philippines, bao gồm thủ đô Manila, cũng tiến hành biện pháp tương tự, thậm chí cho học sinh nghỉ sau khi nhiệt độ vượt ngưỡng chịu đựng. Thái Lan là đất nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nắng nóng, với nhiệt độ khắp cả nước không ngừng phá vỡ các kỷ lục suốt 13 tháng liền. Theo nhà khí hậu học và nhà lịch sử khí tượng Massimiliano Herrera, tại Bangkok, nhiều ngày nay nhiệt độ buổi đêm cũng không xuống dưới 30 độ C và việc này sẽ tiếp diễn trong cả tháng 4. Cùng với những biến động tự nhiên này, thế giới tiếp tục trải qua nhiều kỷ lục khí hậu với nắng nóng cực hạn trở nên phổ biến. Giới chuyên gia cho rằng, một trong những đặc điểm lo ngại nhất của nắng nóng ngày nay hoành hành trong khu vực là thời gian kéo dài. Nhóm chuyên gia đến từ tổ chức nghiên cứu hiệu IQE của Thụy Sĩ nhận định, đợt nắng nóng hiện nay là sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm biến đổi khí hậu do con người gây ra và hiện tượng El Nino. Theo IQE, điều này dẫn tới nhiệt độ cao chưa từng có trong vùng.